sang Việt Nam làm phim tài liệu, kênh truyền thông Thái Lan khiến netizen nổi sóng khi nói điều này về Việt Nam. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Joker. Các bạn thân mến, trong một thế giới đang chuyển mình nhanh chóng, nơi những câu chuyện thành công kinh tế liên tục được tạo ra và lan tỏa, Việt Nam đã vươn lên như một ngôi sao sáng giữa bầu trời Đông Nam Á. Không chỉ là đất nước với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và văn hóa phong phú, Việt Nam còn là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và những nhà làm phim tài liệu quốc tế. Mới đây, một kênh truyền thông nổi tiếng của Thái Lan đã quyết định thực hiện một bộ phim tài liệu khám phá những khía cạnh độc đáo của đất nước hình chữ S, mang đến những hình ảnh chân thực về sự phát triển kinh tế và khơi dậy nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Từ những thành tựu đáng kinh ngạc đến những thách thức còn tồn tại, câu chuyện của Việt Nam đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cả trong nước lẫn quốc tế, mở ra một cuộc đối thoại thú vị về tương lai và tiềm năng phát triển bền vững của quốc gia. Hãy cùng khám phá những điều hấp dẫn đang diễn ra trong hành trình phim tài liệu đầy màu sắc này. Các bạn thân mến, Việt Nam hiện đang được xem là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam luôn đạt trên 6% mỗi năm, thậm chí có năm lên tới 7%. Điều này đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và các nhà đầu tư quốc tế. Kênh truyền thông Thái Lan đã nhận thấy tiềm năng lớn của Việt Nam và quyết định thực hiện bộ phim tài liệu này nhằm mục đích cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế và xã hội của đất nước. Qua việc phỏng vấn các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý và người dân địa phương, bộ phim tài liệu mong muốn mang đến một bức tranh toàn diện về sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế có sự phát triển nhanh chóng nhất khu vực Đông Nam Á. Nhiều yếu tố góp phần vào sự phát triển này, trong đó có việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007, giúp Việt Nam mở cửa thị trường, thu hút đầu tư nước ngoài và gia tăng xuất khẩu. Kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ thông tin. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 100 trong danh sách nền kinh tế lớn nhất thế giới lên vị trí 60 trong vòng chưa đầy 20 năm. Điều này cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của đất nước ta. Những năm gần đây, Việt Nam đã thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, chủ yếu từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Mặc dù có nhiều yếu tố thuận lợi, nhưng Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Video tài liệu đã chỉ ra rằng một trong những thách thức lớn nhất là hạ tầng giao thông. Trong khi các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển nhanh chóng, hệ thống hạ tầng giao thông vẫn chưa theo kịp. Nhiều con đường chưa được nâng cấp, dẫn đến tình trạng kẹt xe và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải đối mặt về vấn đề ô nhiễm môi trường, một trong những hậu quả nghiêm trọng của sự phát triển nhanh chóng. Ô nhiễm không khí và nước đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và chất lượng cuộc sống. Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để cải thiện tình hình, nhưng cần nhiều thời gian và nguồn lực hơn nữa. Một thách thức lớn khác là bẫy thu nhập trung bình. Nhiều quốc gia đã mắc phải tình trạng đó, nơi mà họ đạt được một mức thu nhập nhất định nhưng không thể vượt qua để trở thành nền kinh tế phát triển. Việc duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng lao động là rất quan trọng để đánh rơi vào bẫy này. Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và đào tạo nghề nâng cao trình độ lao động, từ đó giúp gia tăng năng suất lao động. Video đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Thái Lan và nhiều quan điểm trái chiều đã được bày tỏ. Một số người tỏ ra lạc quan về tương lai của Việt Nam, họ cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan trong bối cảnh hiện tại. Sự trẻ trung của lực lượng lao động và sự đổi mới trong chính sách kinh tế đã giúp Việt Nam có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Ngược lại, cũng có nhiều người bày tỏ lo ngại rằng Việt Nam có thể mắc phải những sai lầm tương tự như Thái Lan. Họ nhấn mạnh rằng việc phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài và thiếu công nghệ cốt lõi có thể gây ra rủi ro lớn cho nền kinh tế. Những lo ngại trên đã phản ánh sự nhạy cảm của cộng đồng mạng Thái Lan về những gì đã xảy ra trong quá khứ và sự cần thiết phải học hỏi từ lịch sử. Nhiều bình luận trên mạng xã hội đã chỉ ra rằng việc duy trì đà tăng trưởng là một thách thức lớn. Những yếu tố như bất bình đẳng xã hội và văn hóa kinh tế có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Việt Nam. Do đó, cần phải có những chính sách phù hợp để giải quyết những vấn đề này. Kênh truyền thông Thái Lan đã thực hiện một cuộc so sánh sâu sắc giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế. Trong khi Thái Lan đã trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ vào những năm 1980-1990. Nền kinh tế này đã gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng vào năm 1997. Cuộc khủng hoảng đã khiến nhiều người lo ngại rằng Việt Nam có thể đi vào vết xe đổ tương tự nếu thiếu cẩn trọng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng là Việt Nam hiện nay có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan trong quá khứ. Sự cải thiện về chất lượng lao động, chính sách quản lý và cam kết chống tham nhũng đang tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực. Việt Nam đang tích cực tham gia vào các hiệp định thương mại tự do FTA, qua đó giúp mở rộng thị trường và thu hút đầu tư. Một điểm khác biệt đáng chú ý là sự chuyển mình trong cách thức phát triển. Việt Nam đang tập trung vào việc nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất thay vì chỉ đơn thuần là gia công. Điều này giúp cải thiện thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho nền kinh tế. Tương lai của Việt Nam vẫn còn là một câu hỏi mở, nhưng có thể thấy rằng đất nước chữ S đang trên đường phát triển mạnh mẽ. Các chuyên gia khuyến nghị rằng Việt Nam cần tiếp tục cải cách và đầu tư vào hạ tầng, giáo dục và công nghệ.
Việc xây dựng một môi trường kinh doanh thân thiện sẽ là chìa khóa để thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Ngoài ra, việc nâng cao chất lượng lao động và đổi mới sáng tạo là rất quan trọng. Việt Nam cần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, từ đó tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn. Nền kinh tế số đang trở thành xu hướng toàn cầu và Việt Nam cũng cần nắm bắt cơ hội này để phát triển mạnh mẽ hơn. Bộ phim tài liệu của kênh truyền thông Thái Lan đã mở ra một cuộc đối thoại quan trọng về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Qua đó, nhiều quan điểm đã được chia sẻ, phản ánh sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam. Mặc dù còn nhiều thách thức phía trước, nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam đang trên con đường trở thành một trong những nền kinh tế mạnh mẽ nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cuộc thảo luận sôi nổi từ cộng đồng mạng Thái Lan cho thấy rằng, việc theo dõi và phân tích tình hình kinh tế Việt Nam không chỉ là mối quan tâm riêng của người dân Thái Lan, mà còn là vấn đề chung của khu vực. Việt Nam với tinh thần kiên cường và quyết tâm có thể vượt qua những thách thức và tạo ra một tương lai tươi sáng cho chính mình. Để đảm bảo rằng Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng và hơn thế nữa là phát triển bền vững, cần có những hành động cụ thể và thiết thực. Trước tiên, chính phủ cần đẩy mạnh các chương trình giáo dục và đào tạo nghề nhằm nâng cao kỹ năng cho người lao động. Điều này sẽ giúp người lao động có thể thích nghi với những thay đổi trong thị trường lao động và công nghệ. Bên cạnh đó thì việc cải thiện hạ tầng giao thông và các dịch vụ công cộng cũng là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ cần tìm kiếm nguồn vốn đầu tư từ cả khu vực tư nhân và quốc tế để xây dựng những công trình hạ tầng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Một yếu tố quan trọng khác là việc phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Việt Nam cần khuyến khích các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư vào lĩnh vực này, từ đó tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong nghiên cứu và phát triển công nghệ. Việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do và các tổ chức quốc tế sẽ giúp Việt Nam tiếp cận với công nghệ tiên tiến và các nguồn lực cần thiết để phát triển. Hơn nữa, việc hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới sẽ giúp Việt Nam học hỏi từ kinh nghiệm của các quốc gia khác. Những mô hình phát triển thành công từ các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan có thể là những bài học quý giá cho Việt Nam trong hành trình phát triển. Bộ phim tài liệu của kênh truyền thông Thái Lan không đơn thuần là một cái nhìn về sự phát triển của Việt Nam, mà còn là một lời nhắc nhở về những thách thức mà đất nước ta phải đối mặt. Với những quyết tâm và hành động cụ thể, Việt Nam có thể vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tựu vượt bậc trong tương lai. Cuộc thảo luận về Việt Nam trong các nền tảng truyền thông xã hội phản ánh sự quan tâm của thế giới đối với sự phát triển của quốc gia và mở ra cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên cường và quyết tâm của người dân, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu trong khu vực và thế giới. Việc xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau là trách nhiệm không chỉ của chính phủ mà còn là của toàn bộ người dân, trong đó có vai trò của các doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế. Và chúng ta hãy cùng chờ đón những bước tiếp theo của Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like, nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.